Rồi em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho bà con một chiếc xe bán tải ha. Xe Isuzu D-Max ha. Đời 2008 ha. Xe hai cầu điện nha mọi người. Em sẽ quay tổng thành chi tiết chiếc xe để cho bà con cùng xem xe, cùng đánh giá chiếc xe nó còn như thế nào nha. Mọi thông tin bà con liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0988 454 318 nha. Để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người nha. Xe biển số là 60C44406 nha mọi người. Xe tổng thành chi tiết xe thì xe còn khá là đẹp nha. Mọi thông tin bà con cứ liên hệ sớm với em để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người nha. Khung gầm không gãy không mục mọt nha bà con, xe còn rất là đẹp nha. Xe thì khung gầm không có bị mục mọt chỗ nào hết nha. Xe còn khá là đẹp ha, vỏ lốp thì còn khoảng 75 đến 80% nha mọi người. Vỏ lốp còn cực kỳ đẹp ha. Xe thì có tích hợp xi nhan trên gương ha mọi người ha. Xe màu đen ha. 5 ghế ngồi và có thùng là được khoảng 700 kg nha, chở hàng khoảng được 700 kg nha mọi người. Rất là tiện lợi ha. Nếu mà anh chị em bà con nào mình làm về lĩnh vực công trường hay là về nông nghiệp thì mình chở phân, chở thuốc hay là mình chở hàng hóa rất là tiện lợi luôn nha bà con. Xe tổng thành chi tiết xe thì nước sơn nó cũng còn khá là đều ha. Tổng thành chi tiết xe thì nước sơn nó cũng còn khá là đẹp ha. Lớp vỏ sau thì còn khoảng 85 đến 90% thôi mọi người ha. Khung gầm xe thì xin đảm bảo với bà con là không có bị gãy, không bị mục mọt nha. Xe còn khá là đẹp nha. Vỏ lớp thì còn khoảng 85 đến 90% nha bà con. Thì vỏ nó còn hơi dơ mà rửa sạch thì nó sẽ lên những cái đường răng nhìn nó rất là đẹp và rất là sáng ha. Mâm niền thì nói chung là tổng thành chiếc xe thì mâm niền nó cũng có chạy xước nhưng mà độ mâm niền nó còn rất là sáng và rất là sạch ha. Cái cụm đèn xi nhan phía sau nè bà con. Đây là tổng thành cái đuôi xe phía sau nha. Mọi thông tin bà con cứ liên hệ sớm với em để có giá tốt nha. Và bà con nhớ đăng ký kênh ha để ủng hộ em, để nhận được những video em giới thiệu về những cái dòng xe mới nhất cho bà con cùng xem, cùng chiêm ngưỡng và cùng đánh giá. Bà con nào thích cái dòng xe nào đó thì cứ liên hệ hoặc để lại comment bên dưới, em sẽ trả lời hết tất cả bà con ha. Cụm đèn xi nhan phía sau thì nói thẳng ra là còn rất là đẹp, rất là mới và rất là sáng luôn ha. Mới bát lại cho nên là cụm đèn xe nó còn khá là đẹp ha. Nắp cốp nè, nắp cốp bằng ha. Nắp cốp thấp và có cái đuôi bằng ở trên nha mọi người. Vỏ lớp còn khá là đẹp ha, mâm niền vỏ lớp còn khá là ok luôn ha. Đây là số khung nè mọi người. Sẵn đây nó có cái số khung đây là em chỉ luôn đây ha. Đây là số khung xe ha. Số sườn á. Em cũng có, bên em cũng có là mua bán trao đổi tất cả các loại ô tô ha. Các loại ô tô đã qua sử dụng nha mọi người. Ô tô khách, ô tô tải và ô tô du lịch ha. Bà con cứ nhanh tay gọi điện cho em để thương lượng giá cả và để có cái giá, mức giá cả rất hợp lý cho mọi người nha. Cứ nhanh tay gọi điện cho em nha mọi người. Có tích hợp xi nhan trên gương ha. Bên này thì nó không có bị bể cái mạ cà rơm ha. Bên cái kiến bên kia thì nó mới bị sứt cái miếng cà rơm ra, nhìn nó hơi xấu một tí nhưng mà không có vấn đề gì ha mọi người ha. Cụm đèn phía trước thì nói chung tổng thành phía trước thì cụm đèn nó cũng còn khá là ok ha mọi người ha. Đèn pha sương mù thì nói chung cũng còn sáng ha. Mặt phía trước, mặt ga lăng, nắp capo phía trước thì đã mạ cà rơm ha, nhìn nó còn rất là sáng bóng ha. Rồi bây giờ em sẽ vào cái phần nội thất, em quay cho bà con cái phần nội thất nó còn như thế nào nha. Nếu anh chị em bà con nào thật sự cần cái dòng bán tải này ha thì cứ liên hệ sớm với em để có giá tốt ha. Giá cần ra đây là 258 triệu nha mọi người. 258 triệu ha. Các giấy tờ liên quan về xe thì em sẽ bao rút hồ sơ cho anh chị em nha. Bao rút hồ sơ nên anh chị em bà con cứ nhanh tay gọi điện cho em nha. Em sẽ mở tổng quan cái phần cửa ra để em quay cho nó sáng nha mọi người. Tại vì điện thoại nó cũng không được xịn sò cho máy ha, cho nên là xem nhiều lúc nó bị rung màn hình nha. Là em cũng mong là bà con sẽ thông cảm giúp cho em ha. Rồi ha.
Tổng quan chiếc xe thì nói chung nó còn khá là đẹp ha, tay lái nó còn khá là đẹp ha mọi người ha. Tay lái xe cũng đời 2008 nha, hai cầu điện nha mọi người. Ở đây là nút bấm cầu nha, mình chuyển đổi số mạnh nè, số mạnh số yếu nè ha. Đây ha, cầu ha, con số xe này rất là ngọt ngào, em sẽ đề lên cam thanh tiếng máy cho bà con cùng nghe ha. Xe máy dầu nha mọi người, xe máy dầu nội thất đen hết ha, đen đỏ nha, nhìn nó khá là đẹp nha. Nỉ chằng nỉ ha, chằng nỉ zin nha, không có lên 3D 5D gì hết nha, cho nên nhìn chiếc xe rất là zin nguyên bản ha, zin nguyên bản nha mọi người. Nội thất thì nói chung form dáng xe này thì nói chung nó chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu ha, nó tầm khoảng 6 đến 7 lít trên 100 km nha. Đó là mình chạy ở đường đó, cầu ha mọi người ha. À, em đề máy lên rồi ha, mình chạy đường bằng phẳng ha, đường trường ha. Còn nếu mình đi đèo dốc thì nó tầm khoảng 7 lít ha, 7 đến 8 lít nha mọi người. Đó là đường đèo dốc ha, đi phía chẳng hạn như đi vùng núi phía Tây Bắc hoặc là đi đồi núi ở Tây Nguyên nha mọi người, là nó tầm khoảng 7 đến 8 lít ha. Thì xe thì không có đâm đụng nha mọi người, xe thì cam kết nó riêng nguyên bản ha, không có đâm đụng, không ngập nước. Rồi ha, mọi thông tin bà con cứ liên hệ sớm với em nha, để có cái giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ tốt cho mọi người khi xem xe và mua xe nha mọi người. Rồi cũng qua đây em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em bà con đã ủng hộ em trong thời gian qua rất nhiều nha. Nếu mà anh chị em bà con nào thích thì cứ comment để lại bình luận bên dưới, em sẽ trả lời tất cả anh chị em bà con nha. Và anh chị em bà con đừng tiếc một like, đừng tiếc một lượt chia sẻ giúp giùm em nha. Rồi bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha. Và đây là cái phần máy móc, cái máy móc nó nổ rất ok nha mọi người, máy móc nó khá là đẹp ha. Đó, tiếng máy nó rất êm, bà con xin thông cảm giùm em nha, tại vì em quay một mình, em quay toàn thể cái video á, em không có thể nào mà cắt ghép video, nó mất khá là nhiều thời gian ha, tại vì công việc nó cũng khá là nhiều, cho nên là một mình em không thể nào mở nắp capo lên mà nó, tại vì nó bị rung cái điện thoại á, cho nên nhìn nó không có đẹp, nhìn nó không có được cho chuẩn máy, cho nên là máy thì không đổ hơi, không xì nhớt nha, cho nên là bà con cứ yên tâm nha, em sẽ tả chi tiết xe chính xác để cho bà con cứ yên tâm. Rồi ha, mọi thông tin bà con liên hệ sớm với em để có giá tốt nhất cho mọi người nha. Rồi em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con nha, chúc bà con một ngày thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Rồi.